Ngăn ác, diệt ác pháp. Các cư sĩ về đây muốn tu tập thì thầy sẽ dạy cho ngăn ác, diệt ác pháp, sanh thiện, tăng trưởng thiện pháp. Trong gia đình phải đối xử với nhau hòa thuận như nước với sữa. Cha mẹ đối xử với con như thế nào, chứ đừng đụng chuyện gì cũng la, cũng mắng, chửi rủa con cái. Rốt cuộc rồi con cái của mình tuy sống gần nhưng lại cách xa mình. Nó làm những việc gì, nó không dám cho cha mẹ biết. Nó đều che giấu cha mẹ. Bởi vì con cái sợ la rầy thì làm sao nó dám nói thật với mình. Làm cha mẹ nên xem nó như người bạn, còn xem nó là đứa con nít, là con của mình, thì tự mình đã lìa xa con cái rồi. Như vậy bổn phận làm cha mẹ chưa tròn đạo đức. Cha mẹ cần phải học đạo đức nhân bản, nhân quả, không làm khổ mình, khổ người. Dù nó là con mình sanh ra, mình cũng không có quyền làm khổ nó. Nó cũng là một con người như bao nhiêu con người khác, phải đối xử với nó như thế nào cho đúng đạo đức. Cho nên, có học đạo đức, mình mới biết đối xử với con cái của mình. Còn con cái của mình có học đạo đức, thì nó mới biết đối xử với cha mẹ. Nó không bao giờ làm cho cha mẹ buồn khổ. Như vậy rõ ràng, chúng ta cần phải học đạo đức, không làm khổ mình khổ người, tức là ngăn ác, diệt ác pháp.